Nàng mở to mắt trong bóng tối dày đặc, ngóc đầu dậy và nhận ra Công đang nằm bên cạnh, xoay lưng về phía nàng. Lam hốt hoảng tung màn chạy ra và quát lên: "Cái ông này đổ phải gió, dám chui vào nằm với người ta." Rồi theo phản ứng tự nhiên, nàng đưa tay kiểm soát lại cái cúc áo, giải rút quần xem có thứ nào đã bị tháo ra trong khi nàng ngủ hay chăng. Rất may tất cả đều nguyên vẹn. Nàng bực bội toan leo lên xe, nhưng Công cũng vừa chui ra mà bảo: "Xin lỗi chị, mũi đốt tôi sưng cả mặt lên, không tài nào chợp mắt được. Tôi mới tán liều chui vào nằm nhờ chị." Giọng Công đều đặn, bình thản, rõ ràng là câu nói chân thành. Dẫu vậy, Lam vẫn thấy bị xúc phạm. Nàng gắt: "Thì tôi đã bảo là để cho tôi ngủ ngoài xe, ông cứ nằng nặc đòi nhường cho tôi." Nàng muốn chửi Công bằng những lời lẽ nặng nề hơn, nhưng thấy bất lợi bởi quanh nàng không có ai. Nói dại, giữa cảnh rừng hoang vu này, giả như Công có nổi cơn dục vọng đè nàng ra hãm hiếp, nàng cũng đành phải chịu chứ biết làm sao. Bởi vậy, nàng cố nhịn bảo Công: "Tôi giả lại cho ông đấy." Công lẽo đẽo theo sau van nỉ: "Thì chị cứ vào ngủ đi." Làm dứt khoát: "Đã bảo không mà." Công tha thiết phân trần: "Chị Tước ạ, chị thấy đấy, tôi nằm với chị nhưng có làm gì đâu. Tôi chỉ nằm nhờ, quay lưng lại phía chị mà ngủ thôi. Lái xe đường trường chị cũng biết là mệt lắm, tôi không ngủ được một giấc thì làm thế nào mà sáng mai đưa được chị với ông Nhiệm về xã. Ấy là chưa nói đến chuyện ô tô hỏng, ngày mai chưa biết chừng tôi còn phải quốc bộ về tận huyện để xin bố trí người lên chữa nữa kia. Mong chị hiểu cho." Lam nghe xuôi tai nhưng vẫn gắt: "Ơ hay, cái ông này nhạ lạ nhỉ. Ông làm như tôi cấm ông ngủ, ai chả biết là ông phải ngủ để sáng mai còn lái xe. Màn của ông thì ông cứ việc, tôi ngủ ngồi ở trên xe cũng được cái mà." Công thở dài: "Nhưng để cho mũi đốt chị tôi không đành." "Không đành lòng, rồi ông đòi nằm chung với tôi hay sao?" "Chuyện." Công đã lý luận: "Nửa đêm nửa hôm ở giữa rừng này, ai biết đấy là đâu mà chị hãi. Ông Nhiệm thì cũng kể như là ông ấy chết rồi. Việc gì thì cũng tùy tình huống mà xử lý nó phiên phiến đi chứ. Chứ cứ chẳng lẽ cứ ngồi chơi như vậy để cho mũi nó đốt mà mang bệnh sốt rét vào người hay sao?" Biết rằng luận điệu của Công có cái gì không ổn, nhưng Lam cũng tạm thông cảm và đề nghị: "Ăn cho tôi mượn cái máy lửa, tôi đốt đống củi cho đỡ mũi. Rồi tôi ngồi chờ, ăn cứ việc đi ngủ." Từ ông đổi sang ăn, giọng của Lam đã gần như trở lại bình thường, không còn có dấu hiệu của sự giận dữ nữa. Công mừng thầm, lợi dụng thời cơ tiến thêm: "Nói thế mà chị vẫn chẳng nghe. Bảo thật mà, tôi nỡ lòng nào mà chui vào ngủ để cho chị ngồi chờ cho đến sáng. Ngộ biến thì phải tung quyền, các cụ đã dạy như vậy. Tôi bàn thế này nhé, chị vào ngủ, tôi nằm nhờ bên cạnh, nhưng tôi để nặn cây tre đặt ở giữa, hai người quay lưng lại với nhau. Chuyện này chỉ có chị với tôi biết mà thôi. Nếu cần chị muốn thì chị cứ trói chặt hai tay tôi lại." Lam ngắt lời: "Đàn ông các anh khó tin lắm. Mai kia các anh về rồi rêu rao khắp làng thì tôi chỉ có nước mà độn thổ." Công nhấn mạnh: "Tôi đi khoe ra là tôi nằm ngủ với chị để vợ tôi nó vặt răng tôi ra. Chồng chị dù sao cũng đã đi bê. Chị chỉ có một mình, còn tôi, cả làng ai còn lạ gì vợ tôi nữa. Nó tợn lắm, khuya lắm rồi đó chị ạ. Vào ngủ một giấc đi, kẻo sáng mai thì không đi nổi đấy." Thấy Lam còn ngần ngừ, Công chạy ra phía sau xe, bật diêm soi đống gỗ, lượm một khúc cây dài hơn một thước, mang lại bảo Lam: "Đây này,
Tôi đặt cái cây này ở ngay giữa. Thế là chị với tôi có biên giới hẳn hoi rồi nhé. Chị cứ yên tâm. Đứng mãi đây cho muỗi đốt hay sao? Không biết trò này Công đã áp dụng bao nhiêu lần rồi, nhưng rõ ràng là gã rất thành thạo. Từ nét mặt đến giọng nói, lúc nào cũng tha thiết và tỏ rõ rằng gã không mang tà ý, chỉ vì tình huống đột xuất bất đắc dĩ mà phải áp dụng. Chui vào màn, chắn thanh gỗ sau lưng rồi, gã còn lo lắng bảo Lam. Chị nhớ hội tôi nhé, con vợ tôi nó tợn lắm. Chuyện này mà vỡ lở ra, nó chả để cho tôi yên đâu. Lam im lặng, mỉm cười trong bóng tối. Sáng hôm sau, Lam thức dậy trước, chui vội ra kiểm soát lại quần áo rồi leo lên xe ngồi. Mặt trời lấp ló sau rặng cây, xuyên qua những lớp sương mỏng báo hiệu một ngày nắng gắt. Nàng mơ hồ cảm thấy hình như trong đêm Công có thỏ chân qua gác lên đùi nàng, rồi có lúc đã đặt bàn tay lên ngực nàng, nhưng không dám quả quyết đó là sự thật hay chỉ là những diễn tiến trong giấc mơ. Lúc Công ngồi dậy và vén màn bước ra, nàng nhìn thật nhanh nét mặt của gã để dò xét, nhưng thấy gã hoàn toàn bình thản. Gã vươn vai rồi hỏi: "Chị ngủ được không?" Lam không đáp, chỉ tay ra phía sau và bảo: "Anh lại xem bác Nhiệm coi có làm sao không. Tôi sợ lắm, không dám nhìn." Công sực nhớ đến người bệnh, chạy vụt lại, leo hẳn lên. Trên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông 60 tuổi chẳng chịt những vết muỗi đốt đỏ tím. Công đặt tay lên cổ áo của ông rồi reo lên: "Còn sống!" Gã nhảy vụt xuống, leo lên ngồi sau vô lăng và nhắc lại: "Ông ấy chưa sao cả." Giọng gã hớn hở, như có vẻ ngạc nhiên vì đã tin chắc bệnh nhân sẽ chết mà tại sao vẫn còn thở. Gã lấy chìa khóa tra vào ổ, mặt nghiêm nghị, nói một mình: "Lại rời cho nó nổ máy, chứ không thì khổ con. Bắt con cuốc bộ từ đây về làng thì chết." Lam cũng trang trọng nhìn theo từng động tác của gã. Công xoay chìa khóa, chiếc xe xình xịch 2-3 lần rồi nổ máy. Gã đạp lút ga cho xe rú lên, rồi nhìn Lam tuét miệng cười: "Ôi giời, thật là trời thương. Như vậy là tối hôm qua máy nó bị ngộp xăng, để qua đêm nó khô đi là nổ." Lam rất ngờ vực, rõ ràng ô tô không hỏng mà chỉ làm âm mưu của Công. Nàng thốt nhớ đến chức thằng em chồng đi bộ đội phòng không và tự hỏi tại sao bọn đàn ông đứa nào cũng cứ muốn chui vào cái màn với nàng. Lam thấy bất nhẫn quá. Ông Nhiệm bệnh nặng như thế mà Công dám làm bộ cho xe hỏng để nằm lại thêm một đêm. Gã coi mạng người chẳng ra gì cả. Cũng may mà ông ta còn sống. Nàng liếc mắt nhìn Công và nhận ra vẻ đắc thắng trong đôi mắt gã, cùng với nụ cười hóm hỉnh như cố ý trêu chọc nàng. Nam thấy ứa gan nhưng cố nhịn. Đường còn xa, chửi gã: "Gã đẩy nàng xuống đây thì chẳng biết lối nào mà mò về." Nàng nói: "Bận sau, hễ chỉ có một mình anh đi là tôi dứt khoát. Tôi không đi nhờ xe của anh nữa. Có đông người thì tôi mới dám đi. Không thì thà ở lại trên đồng cạn. Đi một mình, ô tô của anh lại hỏng máy cho mà xem." Công sáng số cho xe lăn bánh và cười hền hệt: "Hóa ra chị bảo tôi lừa chị à? Thật mà, ô tô ngộp xăng là chuyện rất thường, nhất là đường sóc như thế này." Nam làm nghiêm mặt: "Thôi đừng có nỏ mồm nữa." Công cũng tắt nụ cười: "Nhưng chị thế đấy, cả đêm tôi ngủ như chết chứ có động đậy gì đâu." Rồi gã lại giở trò: "Thề với chị là không có người thứ ba biết chuyện này. Con vợ tôi nó tợn hơn sư tử, nó mà biết thì từ nay tôi ra đường mà ngủ."
Lam mỉa mai. Thì càng mừng chứ gì. Tôi biết anh thích ngủ ở ngoài đường lắm. Ô tô đang chạy, dám bảo là hỏng máy để ngủ giữa đường. Anh làm gì tôi không biết gì cả. Lam nói gì thì nói, gã cứ cười hề hề rồi lảng sang chuyện khác. Mãi đến khi về đến đầu làng, dừng lại cho nàng xuống, gã mới nhảy xuống theo và nói nhỏ. Chị đừng buồn nhé. Nay mai bất cứ lúc nào có chuyến hàng lên Đồng Cạn, chị cần gì cứ bảo với tôi một tiếng. Lam không chờ gã dứt câu, nàng lặng lặng rẽ vào con đường đất băng ngang bãi ngô về làng. Hai tháng sau nàng lại lên Đồng Cạn thăm bà Vĩ. Trước lúc khởi hành, nàng lườm công một cái thật sắc và bảo ăn nom lại máy móc cho cẩn thận, kẻo nhỡ lại hỏng dọc đường. Công cười ngập ngừng. Ôi, bận này có hỏng chả sao. Tôi mang theo đến cả ba cái màn cơ mà. Lần ấy, chuyến đi về đều đông người cả, mà Lam lại nhất định ngồi phía sau, nên Công ít có dịp nói chuyện. Ngang qua khu rừng cũ, chỗ hai người nằm với nhau, Công ngừng xe cho mọi người đi giải, rồi lựa lúc vắng người. Gã nheo mắt bảo Lam, mai kia tôi sẽ dựng ở đây một tấm bia để kỷ niệm. Những ngày kế tiếp, lâu lâu nhớ đến Công, Lam chỉ thấy buồn cười. Điều nàng lo lắng đã không xảy ra. Quả thật, Công rất kín miệng, không hề hé cho ai biết rằng gã đã có một lần được nằm chung với Lam. Hai mẹ con đã ăn xong bữa cơm tối đơn giản. Lam định ruột khoai, nhưng chợt nàng đổi ý đề nghị với bà Vĩ. Hay là con nấu bát chè cho mẹ xơi nhé. Khoai mới rỡ, chắc ngọt lắm. Bà Vĩ đồng ý ngay. Ừ, phải đấy, nhà còn đường không? Còn thì nấu mỗi người lưng bát. Tao cũng muốn ăn cái gì nó cho nó ngọt một tí. Rồi, bỗng dưng bà nhắc. Nói đến chè, tao lại nhớ đến thằng Trường. Ngày nó còn ở nhà, cứ được mẹ con mình cho ăn chè luôn. Khổ, bây giờ băng rừng vượt suối, chả biết sống chết thế nào. Lam bưng đèn ra sân, ngồi ở bậc cửa, gọt khoai và thái thành từng lát mỏng, bỏ vào chiếc nồi đồng. Nàng ưu tư tự hỏi, không biết bà Vĩ có ngờ vực gì chuyện gian díu giữa nàng với Trường hay không mà thỉnh thoảng lại nhắc đến Trường. Nàng có cảm tưởng trong đầu của bà hình ảnh của Trường xuất hiện thường xuyên hơn, cả tước lẫn chức. Bà lò dò ra ngồi bên cạnh, ngước mắt lên trời. Hôm nay mười mấy rồi mà trăng tròn gì? Ở trên ấy thật, chả còn biết ngày tháng gì nữa. Còn chả nhớ, chắc là 13. Bà đột ngột bảo. À, vợ tước này, ông Nhiệm nom khỏe mạnh thế mà chết rồi đấy. Lam giật mình. Thế hả mẹ, lâu chưa? Mấy tháng rồi. Nghe bảo bị bệnh ruột thừa, đem đi mổ không kịp. Chở từ Đồng Cạn về xã, rồi từ xã đem lên huyện. Mất mấy ngày đường, thành thử người ta không cứu kịp. Lam thốt nhớ lại trọn vẹn cái đêm nằm ngủ dọc đường và thấy rõ trong cái chết của Công có một phần trách nhiệm. Hai hôm sau bà Vĩ trở lại Đồng Cạn. Sáng tinh mơ, Lam đã đi với mẹ chồng ra mãi tận đầu làng, chỗ hẹn với Công để đón xe. Bà Vĩ không muốn nàng đi, nhưng Lam cứ nằng nặc đòi theo, xách cái giỏ mây đựng lọ muối vừng, nồi thịt gà kho mặn và dăm ba thứ lặt vãn làm hành trang cho bà Vĩ. Ngang qua một quán cóc, Lam tạt vào mua biếu mẹ chồng một chục cái bánh gai để ăn dọc đường. Hai người đứng chờ cả tiếng đồng hồ, chiếc xe vận tải mới cọc cạch xuất hiện. Vừa thấy Lam, Công nhảy tót xuống chỗ mắt nhìn, ánh mắt sáng lên niềm vui bất ngờ. Gã thấy Lam lạ lắm, không giống cái đêm nàng mệt mỏi nằm lại bên lề đường với gã. Chiếc áo cánh màu nâu non mới nhuộm
nằm nổi bật làn da trắng hiếm có ở thôn quê và mái tóc bới gội còn thơm mùi bồ kết, được buộc bằng mảnh khăn xăn thêu hoa trắng, thả dài sau lưng như dáng dấp thanh lịch của một cô gái làng khả ái. Công niềm nở chào nàng, quên cả bà vị đứng bên cạnh, gã hỏi Lam: "Hôm nay chị lên Đồng Cạn à? Xe vắng lắm, chỉ có vài người thôi." Lam nghiêm mặt: "Thưa ông, không. Tôi đưa mẹ chồng tôi ra đây nhờ ông chở đi." Công hơi thất vọng nhưng vẫn reo lên: "Giời ơi, hóa ra cụ đây là mẹ chồng của chị. Tôi có biết đâu." "Vâng, thế thì mời cụ lên ô tô." Lam lườn Công và Toan phì cười: "Thế mà gã cứ oang oang bảo là ngày xưa chơi với rất thân với Tước." "Chơi với Tước mà không hề biết mẹ Tước là ai." Nàng cúi xuống, giả vờ gỡ một cọng rác nhỏ vướng dưới lòng bàn chân. Bà Vĩ đã cầm sẵn 10 đồng trên tay vội trao cho Công, nhưng gã lắc đầu: "Tưởng ai chứ cụ với con thì tiền bạc cái gì. Thôi mời cụ, cụ cất tiền hộ đi cho." Lam đỡ mẹ lên xe. Mấy người ngồi sẵn trên ô tô vui vẻ chào hỏi và lôi kéo nhau vào ngay câu chuyện dở dang. Chờ bà Vĩ yên vị, Lam mới đưa chiếc giỏ mây và nói: "Mẹ đi bằng An nhé, thỉnh thoảng con lại lên. Mẹ có cần gì thì cứ nhắn cho ông Công, con sẽ gửi lên." Công đon đả: "Vâng, cụ cứ bảo con một tiếng." Gã mới vậy gợi chuyện với Lam, nhưng thấy bà Vĩ đăm đăm nhìn lại thôi. Gã leo lên băng trước, ngoái đầu nhìn Lam đứng nép bên lề đường, khẽ gật đầu chào từ giã. Lam mỉm cười chào lại, chiếc xe nổ máy và xình xịch lăn đi, cuốn theo một lớp bụi đường dày đặc. Ba hôm sau, Lam đang ngồi làm việc ngoài hiên thì có bóng người từ ngoài cổng bước vào. Con dao bài và bào và củ khoai lang ở trên tay buông thõng xuống. Nàng gật đầu nhìn ra và thấy Công ung dung tiến vào. Nhìn thấy gã tự dưng, nàng buồn cười. Bởi cái đêm nằm chung màn, có khúc cây ngăn đôi biên giới lại hiện ra trong tâm trí. Hôm nay Công mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh nước biển, bất hẳn cái dáng dấp của một anh tài xế. Lam nhìn thoáng rồi cúi xuống ngay, nhặt củ khoai lên, tiếp tục thái từng khoăn mỏng, phơi khô để xay lấy bột. Nàng đoán là mẹ chồng nhờ Công đến nhắn gửi chuyện gì đó, nên nàng quyết định ngồi yên, không đứng dậy tỏ ra niềm nở với Công. Gã lên tiếng: "Thấy tôi mà chị chả thèm chào hỏi han gì. Bận sau tôi không cho chị đi nhờ ô tô nữa đâu đấy." Rồi gã thản nhiên đến ngồi bên cạnh. Lam ngừng tay đáp lại: "Ăn có đem kiệu mà rước, cũng chừa vị tôi tất thèm đi nhờ ô tô của anh nữa. Nhỡ lại hỏng máy dọc đường thì khổ thân tôi." Gã nhìn Lam hóm hỉnh: "Hóa ra thì chị vẫn còn nhớ cái đêm hôm ấy à? Thích nhỉ, tôi tưởng chị quên mất rồi chứ." Lam gắt: "Thôi thôi, ông đừng có nói nhảm nữa. Mẹ tôi nhắn gì đấy?" Công lắc đầu: "Không, có nhắn gì đâu. Thế anh đến đây làm gì? Ơi, tôi lại thăm mà cũng không cho à? Khó khăn gì?" Rồi gã tỉnh bơ hỏi: "Nhà còn dao không? Vào lấy cho tôi một con, tôi thái hộ cho chị. Cả một thúng thế này, một mình chị làm đến bao giờ cho hết? Không khiến nhà này không tiếp khách, ai dám nhờ ông thái khoai? Và ông biết được thì ốm đòn." Công nghiêm mặt: "Nói đùa chị đấy, chứ tôi làm gì đã có vợ. Làng này các bà các cô đều nhẵn mặt tôi, ai cũng cặt tôi ra, chả dám lấy, đến ế vợ mất. Người ta chê ăn là phải, còn oan ức cái nỗi gì nữa, mở mồm ra là nói điêu, ai mà tin cho được."
Công trợn mắt. Tôi nói điêu cái gì nào? Chị chỉ có vu oan cháu hoại cho tôi thôi. Dám bảo là quen thân với chồng tôi, thế mà lại không biết mặt mẹ chồng tôi, rồi bố bố mãi là đã có vợ rồi. Vợ tôi nó tợn lắm. Gặp vài người như anh, chắc là đổ thóc giống nó mà ăn. Nhưng mà tôi hỏi thật, mẹ tôi có nhắn gì về không đã? Thì đã bảo là không cơ mà. Nhớ chị nên lại thăm thôi. Lam mắng. Thôi đừng có nỡm. Nói năng đâu cho ra đấy. Nhớ với thương cái gì? Rồi nàng đổi đề tài. Thế bao giờ mới lại có chuyến lên Cồng Cạn? Giọng Công thoáng buồn. Chính vì việc ấy mà tôi mới phải đến đây thăm chị. Ô tô giả lại huyện rồi. Chưa biết bao giờ huyện mới cho mượn lại. Các ông ấy bảo vùng sơ tán chỉ vất vả nửa năm đầu thôi. Bây giờ thì phải tự túc. Chứ chả nhẽ cả xã cứ tiếp tế mãi hay sao? Thành ra huyện đã đòi lại ô tô. Nói câu ấy, mặt Công đăm chiêu nuối tiếc. Lái xe vốn là một nghề được đánh giá cao. Bởi ngày ấy xe hơi còn rất hiếm ở Thịnh An. Mất chiếc xe, Công chẳng những mất nhiều đặc quyền đặc lợi, mà còn tự cảm thấy mình xuống cấp trong xã hội. Bởi từ nay sẽ trở về ngồi ở văn phòng để ủy ban sai vặt. Lam cũng biết Công tiếc, nhưng chỉ chủ quan cho rằng chính vì không còn cơ hội gặp mình nữa nên gã mới tiếc. Nàng chợt nhớ đến ông Nhiệm gay gắt trách Công. Giá hôm ấy mà anh đừng có ngủ lại ở dọc đường thì bác Nhiệm chưa hẳn đã chết. Tôi mà báo cáo việc này với ủy ban thì anh đi tù đấy. Công hơi tái mặt nhưng vội cười khỏa lấp. Chị nhầm to rồi, ông Nhiệm nhập viện, mổ ruột thừa. Có làm sao đâu, về đến nhà 2 tháng sau mới chết cơ mà. Người ta bảo nhiễm trùng, nhiễm tiếc gì đấy. Chứ nào phải tôi, với lại hôm ấy ô tô hỏng thật. Chứ chị tưởng tôi phịa ra đấy à? Lam dửng dưng. Thì tôi cũng nói cho anh biết thế thôi. Từ nay không có ô tô nữa thì tôi đón xe khách sang chợ Đoài. Rồi từ chợ Đoài đi bộ sang Đồng Cạn cũng được. 2 tiếng đồng hồ chứ có là bao. Nàng đứng dậy, chút hết phần khoai lang đã thái mỏng sang cái mẹt lớn, rồi dùng tay san đều ra, rồi bưng đặt trên nắp cái chum sành ngoài sân nắng. Thế Công cứ ngồi lì trước mặt thềm, sợ ai đi qua nhìn thấy thì bất lợi. Lam nói lớn như một lời đuổi khéo. Hễ bao giờ huyện cho mượn lại ô tô có chuyến lên Đồng Cạn thì anh lại bảo cho tôi một tiếng nhé. Không lên thăm mẹ tôi được thì tôi cũng nhờ anh mang lên một ít thức ăn. Bây giờ tôi phải chạy đi đằng này có chút việc. Công uể oải đứng dậy. Vâng, chị bận thì tôi xin cứu. Thôi, tôi về đây. Công đứng thững bước ra cổng. Nao nao buồn vì Lam không giữ gã ngồi chơi như gã đã dự kiến trước. Khi thay bộ quần áo mới lại thăm. Từ hôm ấy Lam không còn dịp lên Đồng Cạn nữa, mà bà Vĩ cũng chẳng có phương tiện để mò về. Thỉnh thoảng nhận được thư của bà Tước hay chức, Lam đọc rồi lấy cơm dán lại gửi lên cho bà Vĩ. Công có đến thăm một lần nữa để báo tin gã được bố trí nhiệm vụ mới, lái xe cho công trường gỗ trên huyện. Lam rất lạnh nhạt, khiến Công dứt hẳn liên lạc từ đó.